Ngọc Châu trình làng bộ ảnh cực bén đến Miss Universe 2022, quyết tâm mang vương miện về cho Việt Nam. Ngọc Châu tung trailer Rose to Miss Universe 2022, một Vina Woman bản lĩnh và giàu lòng trắc ẩn. Nàng hậu khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên trước vẻ đẹp sắc bén, sẵn sàng đem vương miện về cho Việt Nam. Hiện tại, hành trình Rose to Miss Universe 2022 của Hoa hậu Ngọc Châu đang nhận được đông đảo chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đầu tháng 1, cô có mặt tại Mỹ để chính thức bước vào cuộc tranh tài sắc đẹp lớn nhất nhì thế giới. Chuỗi series Rose to Miss Universe đã quay trở lại, chính thức đánh dấu sự bắt đầu của hành trình chinh phục giấc mơ hoàng vũ của Hoa hậu Ngọc Châu. Cụ thể, trên trang cá nhân mới đây, Ngọc Châu đăng tải bộ ảnh Rose to the 71st Miss Universe, tạm dịch hành trình tại Miss Universe lần thứ 71 của mình. Diện thiết kế đỏ rực được đính kết bắt mắt, mỹ nhân gốc Tây Ninh đốn tìm fan bởi vẻ đẹp mạnh mẽ song đầy kiêu hãnh. Phong cách trang điểm sắc sảo, màu son đỏ cùng mái tóc bồng bềnh càng tôn vẻ đẹp chuẩn beauty queen của nàng hậu. Được biết, bộ ảnh được lấy cảm hứng từ những ngọn lửa của Phượng Hoàng. Hình ảnh Ngọc Châu mang đến sẽ là một Vina Woman không bao giờ bỏ cuộc, hoàn thiện bản thân và luôn hướng về tương lai. Trong video hậu trường, Ngọc Châu đã mang đến nguồn năng lượng chiến binh, thân sắc cân cả camera thường. Người hâm mộ dành nhiều lời khen có cánh cho bộ ảnh sắc bén lần này của đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Song song với quá trình lên sóng Rose to Miss Universe 2022, Hoa hậu Ngọc Châu hiện đang ở Philippines tham gia khóa huấn luyện đặc biệt khốc liệt cùng chuyên gia, người thầy Carlos của mình. Hành trình huấn luyện của Hoa hậu Ngọc Châu ở Philippines kéo dài gần 3 tuần, tập trung tập luyện khách quốc, kỹ năng trình diễn, kỹ năng thuyết trình và ứng xử, cùng với việc tìm hiểu về di sản và văn hóa bản địa. Nói về chuỗi series Rose to Miss Universe 2022, Ngọc Châu cho biết, trước giờ mọi người không thường nghe Châu chia sẻ hoặc thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng trong hành trình ý nghĩa này, Châu rất tâm đắc và dành sự quyết tâm rất lớn. Đây là dịp để Châu được chia sẻ về một Ngọc Châu gần gũi chân thật, nhiều năng lượng và những sâu thẳm bên trong tính cách tâm hồn. Từng diễn biến, câu chuyện, những mốc thời gian đặc biệt sẽ được Châu trực tiếp dẫn chuyện. Ngoài ra, cuối mỗi tập là những chia sẻ thú vị trong phần podcast mới mẻ, lần đầu tiên xuất hiện ở series Rose to Miss Universe. Bên cạnh với hình ảnh quyến rũ lộng lẫy của một nữ hoàng sắc đẹp là hình ảnh của một Ngọc Châu ấm áp trong màu áo xanh bảo hộ đang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid, hay hình ảnh giản dị khi Ngọc Châu chở mẹ đi trên chiếc xe máy cũ cùng các hoạt động thiện nguyện đã gây ấn tượng cực mạnh với khán giả chương trình. Vừa qua, tổ chức Miss Universe 2022 chính thức công bố ảnh profile của dàn thí sinh mùa giải 2022 trên trang chủ cuộc thi. Đại diện Việt Nam Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với bức ảnh được khen chỉnh chu khá nổi bật. Người đẹp chọn phong cách trang điểm đậm, làm tóc xoăn bồng bềnh, kết hợp với bộ váy xẻ ngược tối màu gợi cảm. Trước thềm dự thi, đại diện Việt Nam lọt mắt xanh của nhiều chuyên trang sắc đẹp, đồng thời cô cũng được 4 Miss Universe nhấn nút theo dõi trang mạng xã hội. Điều này cho thấy sự để ý nhất định trước vẻ đẹp, kỹ năng và tiềm năng đội vương miện của nàng hậu Việt. Mang trong mình kỳ vọng của Việt Nam về ước mơ đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ 2022, Ngọc Châu đã được gửi sang nước ngoài training bài bản. Những tín hiệu tích cực liên tiếp được gửi về, người hâm mộ càng kỳ vọng thêm vào màn trình diễn của Ngọc Châu tại cuộc thi năm nay.